Các tổ dân phố, khu dân cư khắp nơi trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, xây dựng khối đại đoàn kết vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất hướng đến việc đóng góp vào quá trình tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn. Mục Để Huế Mãi Xanh ghi nhận về sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động vệ sinh môi trường sau thiên tai bão lũ. Những đường làng, ngõ xóm lại trở về với diện mạo sáng xanh và sạch đẹp, không rác thải. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ hai ngày 18 tháng 11. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các tổ dân phố, khu dân cư khắp nơi trên cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, xây dựng khối đại đoàn kết vì sự phát triển của quê hương đất nước. Hòa chung trong không khí đó, sáng qua tại đình làng Dương Xuân Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con tổ dân phố 12, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hải Vân, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến cùng các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 94 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong năm 2024, bà con nhân dân tổ dân phố 12 nói riêng và phường Thủy Xuân nói chung đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống. Ngoài chúc mừng những thành quả mà bà con tổ dân phố 12 đã đoàn kết nỗ lực thực hiện và đạt được trong năm qua, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa ở khu dân cư, công tác giảm nghèo, xây dựng cảnh quan văn minh đô thị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành cùng bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng tổ dân phố 12 nói riêng, phường Thủy Xuân nói chung ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng giàu có hơn, góp phần tích cực xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng, thông minh để xứng đáng với vị thế của Huế trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo thành phố cũng đã trao 30 suất quà cho các em học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau khi khó khăn hoàn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện ngày càng tốt hơn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là những lưu ý của trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân khi đến chung vui với cán bộ nhân dân thôn Hưng An, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Thời gian qua, bà con nhân dân thôn Hưng An đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đến nay, thôn Hưng An còn 2 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,45%, hộ cận nghèo còn 5 hộ chiếm tỷ lệ 3,6% và tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,53%. Phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2024 hơn 90%. Ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của bà con nhân dân thôn Hương An, xã Lộc An, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân đề nghị cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn. Đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện ngày càng tốt hơn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Những thành quả của bà con Lai Thành Một đạt được là minh chứng sống động trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội địa phương và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra, là những ghi nhận đáng chú ý của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm nay. Những năm trước, tổ dân phố Lai Thành Một có số hộ nghèo ở mức cao. Từ sự quan tâm của cả cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đoàn kết chung tay của người dân, đến nay số hộ nghèo đã giảm còn 4 hộ, hộ cận nghèo còn 1 hộ. Đến nay, tổ dân phố Lai Thành Một xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế giỏi. Những thành quả của bà con Lai Thành Một chính là minh chứng sống động trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội địa phương và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận mạnh, đây là thời điểm mà toàn thể người dân cần tiếp tục chung tay cùng Đảng, chính quyền trong xây dựng hạ tầng, đô thị, kinh tế xã hội. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp
tiếp tục có thêm nhiều chương trình hành động cụ thể để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà trao 15 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm Thiện nguyện Ánh sáng Từ bi trao 10 suất quà, mỗi suất 750.000 đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Đông đảo người dân làng Ưu Điểm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống mới. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong năm 2024, làng Ưu Điểm đã thực hiện được 3 tuyến đường giao thông theo cơ chế đặc thù dài 470 m, nhân dân đóng góp 161 triệu đồng. 2 tuyến kênh mương dài 921 m với tổng kinh phí 2 tỷ 393 triệu đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 273 triệu đồng. Nhân dân trong làng đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, giải phóng mặt bằng để thực hiện thành công công trình mà không yêu cầu đền bù đất cũng như tài sản trên đất. Hỗ trợ giúp đỡ trao tặng 266 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 81 triệu đồng. Trao học bổng phát thưởng 376 suất cho con em học giỏi của làng với tổng số tiền 75 triệu 220 nghìn đồng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích từ nguồn quỹ vì người nghèo để trao tặng 10 suất quà cho các học sinh nghèo học giỏi. Ủy ban Nhân dân và Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã Phong Hòa đã công bố trao quyết định xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa cho 612 gia đình, biểu dương khen thưởng 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Thưa quý vị, với phương châm không chỉ dừng lại ở hiệu quả tuyên truyền mà phải tạo thành hoạt động chính trị, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn nhân dân. Kết quả cuộc thi hướng đến việc đóng góp vào quá trình tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Sau 3 năm hưởng ứng cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương, năm 2024 này, tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng của Đảng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại lễ phát động cuộc thi được tổ chức vào tháng 3 năm 2024, Ban chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp tuyển chọn những tác phẩm chất lượng cao tham gia cuộc thi toàn quốc, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng, việc về lĩnh vực chính luận trong đấu tranh phản bác của các thế lực thù địch. Là một cán bộ tuyên giáo có nhiều năm công tác, anh Phan Hùng Tiến luôn trăn trở về vấn đề làm thế nào để tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin sai lệch, chống phá trên các trang mạng xã hội. Thế nên khi tham gia vào cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, anh Tiến cũng chú trọng đến việc khẳng định bảo vệ tư tưởng của Đảng là công việc sống còn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Chính nhờ sự đầu tư trong bài viết của mình, tác phẩm của anh đã được trao giải khuyến khích thể loại tạp chí tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Khi tham gia dự thi lần này, tôi chú ý các yếu tố quan trọng đó là chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu sắc về các cái quan điểm, phương pháp, tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như những giá trị kết tinh trong tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Qua đó để giúp cho người đọc hiểu rõ thêm những chủ trương, quan điểm cũng như về lý luận và thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước ta trong thời gian qua cũng như trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tôi đưa ra những luận cứ để phản bác những luận điệu xuyên tạc để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mong muốn thông qua tác phẩm góp một phần nhỏ giúp nhân dân rõ những lời, việc phản động xuyên tạc từ các thế lực thù địch, từ đó biết cách phản biện, tuyên truyền, thuyết phục cho nhân dân hiểu để không nghe, không tin theo lời của kẻ xấu, hòng xuyên tạc Đảng, nhà nước ta, cũng là mục tiêu hướng đến chung của tất cả những tác giả tham gia cuộc thi lần này. Và để thực sự lan tỏa cuộc thi, nhiều buổi trao đổi, tọa đàm cũng đã được nhiều chi bộ, đảng bộ tổ chức.
Nhờ vậy, cuộc thi năm nay đã được lan tỏa sâu rộng tới các đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, từ thành phố tới cơ sở, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, nhà báo, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với cán bộ giảng viên thì phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy là lý luận một cách sắc sảo, để trên cơ sở đó chúng tôi sẽ nhận diện được những cái âm mưu cũng như là những cái luận điều xuyên tạc sai trái của các cái thế lực thù địch, và trên cơ sở đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho học viên cũng có cái tư duy để nhìn nhận và xác định được những cái vấn đề mà đảm bảo chúng ta sẽ chống lại các cái thế lực thù địch xuyên tạc đó. Đảng ủy phải tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí vai trò trách nhiệm của giảng viên và cán bộ của trường chính trị Nguyễn Chí Thân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Thông qua việc viết các cái bài báo trên các cái tạp chí có chỉ số ISBN, thông qua các bài hội thảo, các đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt là chia sẻ các cái bài viết trên trang mạng xã hội. Việc đấu tranh phải đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả. Phải tiếp tục nâng cao cái bản lĩnh chính trị, rèn luyện cái phẩm chất đạo đức cách mạng và nâng cao kỹ năng trong nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn, đặc biệt là kỹ năng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, qua 4 tháng triển khai cuộc thi chỉnh luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2024, toàn tỉnh có 1.442 tác phẩm dự thi của các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, phóng viên báo chí và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, với các thể loại như tạp chí, báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng các tác phẩm tham gia dự thi lần này được nâng lên rất nhiều ở các loại hình. Các tác giả tham gia đã bám sát chủ đề thể lệ cuộc thi, nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tình đảng, tình chiến đấu, bám sát thực tiễn, nhân diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên trong thời gian qua. Đặc biệt hơn, nếu như trong những năm trước, cuộc thi chỉ gói gọn trong sự tham gia của các cán bộ, đảng viên, giáo viên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng vũ trang, thì trong năm nay, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của cả học sinh và các tầng lớp nhân dân. Mặc dù là cái tổ chức giải cấp tỉnh lần đầu tiên, nhưng mà với cái số lượng như thế, tôi đánh giá đây là một cái thành công bước đầu trong cái việc tổ chức các cái cuộc thi chính luận, và đặc biệt là với cái số lượng lớn như thế, không phải là vì phong trào, không phải là vì cái mà thông qua cái đánh giá cái chất lượng thì chúng tôi thấy là nội dung, chất lượng của các cái tác phẩm dự thi lần này cũng tương đối cao. Nhưng cái cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những cái nội dung hết sức là quan trọng, và đây là một trong những cái trận địa mà chúng ta phải phát huy, có những cái bài viết hay, có những cái luận điểm sâu sắc, có những cái thực tiễn nữa ra để bảo vệ cho được cái lý luận của chúng ta cũng như bảo vệ được cái nền tảng của chúng ta. Thì tất cả các cái bài viết này là chúng tôi đánh giá là đều có chất lượng và đều có thể là trở thành một cái dữ liệu lớn, vì cơ sở dữ liệu lớn để cho chúng ta sử dụng trong cái công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, nhất là trên không gian mạng trong thời gian tới. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính vì thế, cuộc thi chỉnh luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông qua cuộc thi, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, hình thành mạng lưới, đội ngũ rộng khắp, phục vụ tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục chương trình với những tin tức khác, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý cho điều chỉnh đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế, trong đó có bổ sung 40 công trình chiến đấu. 40 công trình này gồm 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh Thành Huế và 9 công trình chiến đấu thuộc cả khu vực khác. Theo đó, kinh phí thực hiện đề án cũng được điều chỉnh giảm, bao gồm kinh phí thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư.
Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua nghị quyết điều chỉnh mở rộng phạm vi đề án, bổ sung thêm 19 khu vực khác thuộc quần thể di tích cố đô Huế với tổng diện tích hơn 83 ha. Tuy nhiên, sau khi ra soát, một số khu vực chưa đầy đủ tính pháp lý về quy hoạch di tích. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chủ trương chỉ thực hiện bổ sung hơn 44 ha đối với 16 khu vực. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định việc điều chỉnh là phù hợp với cả quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, bảo vệ di tích. Ban Chỉ huy quân sự huyện A Lưới và Phú Vang tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện đề án 2036 nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang quân khu 4 trên địa bàn huyện A Lưới, Phú Vang giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo năm 2024. Qua một năm triển khai thực hiện đề án 2036, Ban Chỉ huy quân sự huyện A Lưới, Phú Vang đã quán triệt nghiêm túc, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện đề án sát với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên làm tổ công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tổ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Ban Chỉ huy quân sự các huyện xây dựng được các mô hình nổi bật như con giống giúp dân ở xã A Roàng, mô hình đường cờ, đường hoa, đường cây, đường điện chiếu sáng tại xã Lâm Đớt của Ban Chỉ huy quân sự huyện A Lưới. Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Vang với các mô hình địa chỉ nhân đạo tại xã Phú Gia và xã Phú Lương, mẹ đỡ đầu thắp sáng ước mơ tiếp sức em tới trường tại xã Phú Gia, mô hình gắn kết nghĩa tình với đồng bào tôn giáo tại xã Vân An, tham gia các phong trào cuộc vận động huy động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện giúp nhân dân phòng chống thiên tai lụt bão. Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức hội nghị khoa học sau đại học lần thứ 13 năm 2024. Đây là hoạt động khoa học thường niên dành cho các học viên sau đại học là nghiên cứu sinh, cao học, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp 2, chuyên khoa cấp 1 của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong đào tạo sau đại học. Có 57 báo cáo khoa học của các học viên sau đại học được báo cáo tại hội nghị lần thứ 13 thuộc các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, điện quang và y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh, tai mũi họng, răng hàm mặt, gây mê hồi sức, quản lý y tế công cộng và khoa học y sinh. Các bài báo cáo tại hội nghị được hội đồng chấm điểm và trao thưởng cũng như được thẩm định phản biện để đăng trong tạp chí Y Dược Học, Trường Đại học Y Dược Huế. Hội nghị còn là diễn đàn để các học viên sau đại học công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, sớm gắn kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong học viên cao học, nghiên cứu sinh nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành phố Huế, Câu lạc bộ sách và Văn hóa Huế tổ chức chương trình Người Huế kể chuyện Huế, giao lưu với nhà văn, nhà báo Phi Tân và nhà văn, nhà nghiên cứu Lê Vũ Trường Giang nhân dịp ra mắt sách Người Huế kể chuyện Huế và học trò bên kia phá Tam Giang. Theo chia sẻ của nhà văn, nhà nghiên cứu Lê Vũ Trường Giang, Người Huế kể chuyện Huế ra đời xuất phát từ quá trình nghiên cứu lịch sử và anh muốn truyền tải những kiến thức, sự kiện lịch sử bằng ngôn ngữ của văn chương. Cuốn sách là tuyển tập 34 mẫu chuyện về các giai thoại lịch sử danh nhân, giai thoại văn học, giai thoại văn hóa dân gian về người Huế, xứ Huế, được tác giả kể lại từ góc nhìn của người trẻ hôm nay với những kiến giải chi tiết cặn kẽ để bạn đọc hiểu hơn về câu chuyện và nhân vật, đồng thời thông qua những câu chuyện của họ để tôn vinh con người xứ Huế. Còn với nhà văn, nhà báo Lê Phi Tân, ký ức tuổi thơ với những kỷ niệm trong trẻo của tuổi học trò của làng quê bên chân sóng, luôn đi cùng năm tháng, là nguồn cảm xúc nuôi dưỡng những tảng văn của học trò bên kia phá Tam Giang. Không đi vào khai thác cái khác lạ, tác giả khơi lên nguồn đồng cảm từ bạn đọc qua dòng văn thủ thị tâm tình rất Huế, cùng sự tinh tế khi sử dụng vốn từ sắc Huế để tạo nên màu sắc địa phương, nhưng cũng không khiến bạn đọc bối rối, mất cảm xúc khi phải dừng lại quá lâu để tra nghĩa từ. Người Huế kể chuyện Huế và học trò bên kia phá Tam Giang chính là món quà của những người con xứ Huế dành trọn tình yêu với vùng đất cổ đô và luôn ý thức nâng niu gìn giữ các giá trị đã làm nên mảnh đất và con người nơi đây. Quý vị, không khí rộn ràng, sôi nổi, vui tươi phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang lan tỏa khắp cả khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ngày hội năm nay như sôi động hơn bao giờ hết với niềm tin và những bước đi vững chắc khi Huế sắp về đích để trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
chào đón ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày vui của mọi tầng lớp nhân dân. Khắp nơi trên địa bàn đã ra quân thực hiện các hoạt động ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia đông đảo của nhân dân các khu dân cư, tổ dân phố, góp phần tạo nên một diện mạo, một sắc thái, một thay đổi mới của Thừa Thiên Huế trước những vận hội mới. Khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý thức cộng đồng, hoạt động Chủ nhật xanh tuần này của phường Hương Vinh, thành phố Huế thu hút sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, từ cán bộ đến nhân dân các khu dân cư. Đúng 7 giờ sáng, cả khu phố đã rộn ràng tiếng cười nói nhộn nhịp khi tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư để chào đón ngày đại đoàn kết toàn dân. Mọi người chia ra thành từng nhóm nhỏ tham gia nhặt rác và nhổ cỏ tại các tuyến phố. Đối với mỗi một người dân nơi đây, tham gia Chủ nhật xanh đã trở thành công việc quen thuộc vào dịp cuối tuần. Với ý thức nhặt được một cọng rác, bạn đã làm cho Huế thêm xanh, sạch, sáng hơn. Nhân dịp kỷ niệm là 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì anh em chúng tôi trong ban chấp hành của Hội Nông dân cùng với là các cán bộ trong phường xã từ tề tựu về đây để trước nhất là làm vệ sinh sạch sẽ thôn xóm. Sau nữa là cũng chúc mừng là cái ngày đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay được thành công tốt đẹp. Hôm nay là phối hợp vì tổ dân phố, phối hợp ra quân ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật vì cộng đồng, thì chúng tôi cũng điều động đảng viên và đảng viên cơ trú và đoàn viên, hội viên, lực lượng an ninh cơ sở và cũng lực lượng dân quân tại chỗ để cùng vì toàn thể dân dân để ra quân ngày Chủ nhật xanh. Người dân cũng ý thức là nội chung làm đường đẹp, ngõ xa sáng, xanh sạch đẹp, giống một tuyến đường lắc khê để chúng phát triển, để đưa cái tổ dân phố ngày lên. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân cả khu dân cư cũng tổ chức treo cờ pano trên cả tuyến đường cờ tại thôn xóm. Đặc biệt năm nay, với tâm thế chào mừng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phường Hương Vinh đã huy động nguồn lực từ xã hội hóa để xây dựng cả tuyến đường cờ tại các tổ dân phố. Người dân thực sự vui và phấn khởi, hạnh phúc về những đổi mới từng ngày của quê hương. Việc treo cờ đó là cái trách nhiệm và bộ phận của mọi người dân, và đặc biệt là trong năm 2025 là tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta là được thành phố trực thuộc trung ương, cho nên điều này là điều rất là phấn khởi, cho nên cái việc để mà chúng ta làm cho nó xứng đáng với là thành phố trực thuộc trung ương, cho nên tất cả mọi người dân thì chúng ta phải nên là những cái ngày lễ lớn hoặc là những cái phong trào của địa phương thì chúng ta làm tốt, như việc treo cờ, làm vệ sinh sạch sẽ luôn luôn, làm vệ sinh sạch sẽ đường xóm cho nó xanh sáng và sạch. Sáng thứ tư hàng tuần là phường triển khai công văn ra quân tổng hợp phong trào hưởng ứng Chủ nhật xanh, qua đó thì cũng vận động được toàn thể hệ thống chính trị, các tổ dân phố cũng như người dân là tham gia phong trào Chủ nhật xanh, sáng xanh sạch đẹp để mà chào mừng Huế vào thành phố trực thuộc trung ương. Tại tuyến đường Lê Khê hôm nay thì tổ dân phố của Lê Khê cũng đã vận động nguồn xã hội hóa để mà thực hiện mô hình là đường cờ tổ quốc, và qua đó cũng là vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh xanh sạch đẹp. Ngoài tổ dân phố Lê Khê thì các tuyến đường khác và các tuyến đường kiệt cũng như là các gia đình là cũng hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanh và gia đình văn hóa để mà cũng hưởng ứng cái phong trào thi đua dân vận khéo trong năm 2024 cũng như 2025. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa khi Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương sẽ đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội rất lớn đối với tỉnh nhà. Điều này không chỉ khẳng định những thành quả mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua, mà còn định vị được Huế trong sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Huế hết sức quan trọng, mà trước hết phải phát huy được sức mạnh của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dọn dẹp rác thải phát sinh sau các đợt thiên tai luôn là vấn đề cấp bách với các địa phương, đặc biệt là các vùng thấp trũng, để hạn chế ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Với sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, sau thiên tai bão lũ, những đường làng ngõ xóm lại trở về với diện mạo sạch đẹp, khang trang vốn có. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn xã Quảng An, huyện Quảng Điền. Những ngày cao điểm mưa lũ vừa qua,
Đây là hình ảnh thường thấy của tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Do nằm ở vị trí trũng thấp, hạ nguồn ven ao hồ, đồng ruộng, tình trạng ngập úng dài ngày cũng kéo theo một lượng lớn rác thải phát sinh từ bèo tây, các hóa chất nông nghiệp hay rác sinh hoạt từ các nơi cùng tập trung về đây, cũng như các tuyến đường liên thôn. Tranh thủ ngay sau khi nước rút, thời tiết khô ráo, các tầng lớp nhân dân xã Quảng Thọ đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh tại tuyến đường này, gặp phân công chính quyền trả lại cảnh quan xanh, sạch, sáng cho đường làng, ngõ xóm. Mỗi lần mà mưa lũ lụt ngập á, thì cái lượng rác về nơi tỉnh lộ 19 rất nhiều. Cho nên là thường thường sau một cơn lũ thì chúng tôi là huy động toàn thể các đảng viên trong chi bộ dọn dẹp cho các cái tuyến đường trong thôn, trong làng cũng như tỉnh lộ 19 trong sạch. Mình coi đó là một thói quen, tại vì cái đường thì mình hay đi rồi, mình sạch sẽ thì môi trường mình sạch sẽ, nơi ở mình cũng sạch sẽ thôi. Giúp thêm cho các công nhân môi trường đỡ được một phần nào đó công việc của họ. Sau các đợt thiên tai, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nguồn nước sạch luôn là những ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt tại những địa phương thấp trũng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài. Chính vì vậy, ngay sau khi mưa lũ đi qua, các địa phương đã huy động tối đa các nguồn lực, trong đó chủ yếu là phương tiện và nhân lực tại chỗ, ra quân dọn dẹp môi trường. Theo ghi nhận, chỉ sau gần một tuần triển khai với sự tham gia hưởng tích cực từ người dân, nhiều tuyến đường liên thôn, khu vực dân sinh đã được vệ sinh sạch sẽ, qua đó giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng của bà con nhân dân. Hưởng ứng phong trào chuyển đổi xanh thì đa số các bà con trên địa phương thì cũng tích cực tham gia, và đặc biệt là trong các ngày chuyển đổi xanh thì có lực lượng bên cạnh các lực lượng đoàn viên cũng như là bà con trên địa bàn toàn xã đều tích cực tham gia các cái hoạt động về dọn dẹp vệ sinh môi trường. Về phương trong là nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân và chỉ đạo ban điều hành các thôn, các cơ quan trường học ra quân vệ sinh môi trường, dọn dẹp, thu gom và xử lý bùn đất chất thải, đồng thời đã chỉ đạo trạm y tế bố trí nhân lực, hóa chất, trang thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường, ngăn chặn dịch bệnh nguy cơ bùng phát, qua đó góp phần làm sạch môi trường gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nhiều vấn đề môi trường phần nào được giải quyết, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao. Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự chung tay và cả trách nhiệm của cả cộng đồng. Đây cũng là yếu tố then chốt để Thừa Thiên Huế giảm thiểu tác động của thiên tai đến môi trường sống. Ngày 17 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi công điện đến tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão Manji gần Biển Đông. Công điện yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Đài khí tượng thủy văn tỉnh cũng yêu cầu các địa phương và người dân chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm thường xuất hiện đi kèm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại về người và tài sản, làm đổ gãy cây cối, hoa màu. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối, ngập úng ở vùng thấp trũng và ngập úng đô thị ở các huyện, thị xã và thành phố Huế. Từ ngày 18 đến 24 tháng 11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường liên tục, giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Manji số 9 và nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế khả năng sẽ xuất hiện thêm một đợt mưa lớn diện rộng. Cuối chương trình là phần tin tức thế giới. Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính Trung Quốc đã công bố quyết định điều chỉnh chính sách hoàn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm như vật liệu nhôm. Cụ thể, Trung Quốc sẽ hủy bỏ hoàn thuế xuất khẩu vật liệu nhôm, vật liệu đồng, cũng như dầu mỡ từ động vật, thực vật hoặc vi sinh đã qua xử lý hóa học. Ngoài ra, Trung Quốc cũng giảm tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu từ 13% xuống còn 9% đối với một số sản phẩm dầu thành phẩm, sản phẩm chế tạo từ khoáng sản phi kim loại, phi và phi năng lượng mặt trời. Các quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh Trung Quốc đang dư thừa năng lượng sản xuất, quy định trên sẽ buộc các doanh nghiệp trong nước phải tăng cường sức cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm xuất khẩu.
Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố gần đây cho thấy, xuất khẩu của nước này trong tháng 8 vừa qua tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 309 tỷ đô la Mỹ, cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Mức tăng này cao hơn dự báo tăng 6,5% mà giới phân tích đưa ra, đồng thời cũng cao hơn mức tăng 7% của tháng trước đó. Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc chỉ tăng 0,5%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo sẽ là tăng 2%. Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch thành lập các cơ sở dữ liệu toàn quốc cho các tổ chức phi lợi nhuận và nhóm tình nguyện hỗ trợ những khu vực thiên tai. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu trợ thông qua việc cung cấp sớm thông tin về chuyên môn của nhóm tình nguyện viên cho những địa phương nhận trợ giúp. Theo chính phủ Nhật Bản, kế hoạch mới có thể được thực hiện sớm nhất trong tài khoá 2025, cho phép các tổ chức đăng ký trước và dự kiến sẽ đưa trên dự luật sửa đổi luật đối phó với thiên tai lên Quốc hội trong năm sau. Từ đó, việc cung cấp hỗ trợ tại một số thành phố ở Nhật Bản gặp nhiều khó khăn do thông tin không được chia sẻ với các tổ chức hỗ trợ về những khu vực bị thiên tai, cũng như do không đủ thông tin chi tiết về hoạt động của các nhóm tình nguyện. Điều này gây chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ cho những khu vực bị thiên tai. Theo chính phủ Nhật Bản, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu toàn quốc để triển khai đăng ký cho các nhóm tình nguyện viên là đặc biệt cần thiết nhằm chuẩn bị cho việc ứng phó với những thảm họa lớn, chẳng hạn như các trận động đất lớn có thể xảy ra ở rạn Naika dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Thông qua cơ sở dữ liệu này, chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập những tiêu chí đăng ký cần thiết là quản lý cơ sở dữ liệu, trong khi các địa phương sẽ xác định nhóm và tổ chức nào đủ điều kiện để đăng ký. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc đầu mùa khỉ chủng CLASE 1, chủng gây bệnh nặng hơn. Các bệnh được phát hiện ở bang California đã được điều trị và xuất viện nên không gây nguy cơ lây nhiễm cao. Người bệnh gần đây đã đến Đông Phi và được chẩn đoán điều trị ngay sau khi trở về Mỹ tại một cơ sở y tế địa phương. Sau khi xuất viện, người bệnh được cách ly tại nhà và các triệu chứng đang dần cải thiện. CDC Mỹ đánh giá nguy cơ lây lan chủng CLASE 1 ở mức thấp nhất, nhưng vẫn khuyến cáo người dân nên thận trọng trong tiếp xúc và tiêm phòng vaccine. Cùng ngày, Angola cũng đã xác nhận các bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên ở nước này, ghi nhận tại thủ đô Luanda. Bệnh nhân là một phụ nữ 28 tuổi, quốc tịch Congo, đang được cách ly cùng những người đã tiếp xúc gần. Nhà chức trách Angola kêu gọi người dân tăng cường vệ sinh cá nhân và nơi sinh sống, cũng như đến cơ sở y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Một nhóm các nhà khoa học mới đây đã phát hiện rằng san hô lớn nhất thế giới trên quần đảo Solomon. Rằng san hô này lớn đến mức có thể quan sát được từ ngoài không gian. Các nhà khoa học cho biết rằng san hô khổng lồ vừa được phát hiện lớn gấp 3 lần so với kỷ lục thiết lập trước đó và được cho là đã tồn tại khoảng 300 năm. Thậm chí, ngay khi được nhìn thấy lần đầu, một thành viên trong nhóm khoa học cho rằng đó là một chiếc tàu bị đắm và kích thước quá lớn. Phát hiện này thật tuyệt vời và truyền cảm hứng. Trong hơn 30 năm làm công việc nghiên cứu rằng san hô, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một rằng san hô nào lớn hay ấn tượng đến như thế. Nhóm cũng đang tiến hành nghiên cứu sức khỏe môi trường đại dương tại quần đảo Solomon khi tìm thấy rằng san hô khổng lồ nói trên. Việc phát hiện rằng san hô lớn nhất thế giới này như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của rằng san hô, cũng như sự cấp thiết hành động để bảo vệ các đại dương trên trái đất. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Chiều tối có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ ban đêm ít thay đổi, ban ngày giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm từ 77 đến 96%. Thời tiết trên biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển vùng biển từ 0,5 đến 1,5 m. Chiều gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 m. Vùng biển ngoài khơi, từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m.